vận động viên Việt Nam đầu tiên bị loại ở Olympic Paris 2024. Võ sĩ judo Hoàng Thị Tịnh đã phải dừng bước khi thua võ sĩ Tunisia Omaima Bediao với tỷ số 0-1 ở vòng loại judo hạng dưới 48kg nữ tại Olympic Paris 2024. Chiều 27/7 giờ Việt Nam, hai cô gái Hoàng Thị Tịnh, judo, và Phạm Thị Huệ, Rao Yên, là những vận động viên tranh tài trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic Paris 2024. Võ sĩ Hoàng Thị Tịnh đối đầu với Omaima Bediao, Tunisia, 0-1 ở hạng cân dưới 48kg nữ. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Hoàng Thị Tịnh không thể tạo nên bất ngờ và nhận thất bại ngay sau đó. Đây là kết quả không bất ngờ bởi trên bảng xếp hạng ở hạng cân này, Hoàng Thị Tịnh đứng hạng 86, kém xa Bediao, hạng 38. Như vậy, nữ võ sĩ judo trở thành vận động viên của Việt Nam đầu tiên phải nói lời chia tay Olympic Paris 2024. Trong khi đó, vận động viên Phạm Thị Huệ ở môn Rao Yên bước vào nội dung chèo thuyền đơn nữ hạng nặng. Vận động viên của Việt Nam nằm chung nhóm thứ 5 với các đối thủ khác là Foerster, Đức, Angelova, Bulgaria, Dimchenko, Azerbaijan và Mohamed Bin, Singapore. Khép lại phần tranh tài, Phạm Thị Huệ về đích thứ 4 của nhóm, với thời gian là 8 phút 3,84 giây, lần lượt xếp sau Foerster, Angelova và Dimchenko. Với thành tích này, Phạm Thị Huệ chưa thấy giành vé vào tứ kết, tuy nhiên, vận động viên này vẫn còn thêm hy vọng khi thi đấu vòng vé vớt điển ra vào ngày 28/7. Ở môn chèo thuyền, các vận động viên chèo thuyền sau khi thất bại ở vòng đấu đầu tiên sẽ được đấu vòng vé vớt để cạnh tranh vé đi tiếp. Trước đó, đoàn thể thao Việt Nam có hai vận động viên khác tranh tài là Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt 648 điểm để đứng thứ 37 vòng phân nhánh và Lê Quốc Phong đứng thứ 47 chung cuộc với 652 điểm ở môn bắn cung. Cả hai sẽ dự vòng 1, 32 đấu loại trực tiếp từ ngày 30 tháng 7. Ở nội dung đồng đội nam nữ, tổng điểm của Ánh Nguyệt và Quốc Phong là 1.300 nên chỉ xếp thứ 24 trong 27 đội, không đủ điều kiện tham dự vòng 16 đội.